ơi, sao có củ nợ vậy? Trời ơi, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, nhổ cái mì mà muốn lên luôn. Thôi kệ, có nhiêu đỡ nhiêu. Thôi vậy nè. Vậy hay là mình nhổ, nhổ nhiều thiệt nhiều đi, đem về trữ ăn cho nó đã. Đừng có làm vậy, nhổ đủ ăn thôi, công người ta trồng cũng cực mà. Cực gì? Tôi có thấy cực gì đâu. Tôi thấy giờ vô đây nè, tôi nhổ trộm mì, thấy khỏe re à. Thấy thú vị. Anh đâu có nhổ đâu, nãy giờ á tôi với anh Mai nhổ không à. Ruộng khoai này á tới kỳ thu hoạch rồi. Dạ, 3 ngày nữa con kêu lái vô thu hoạch, mình bán hết luôn nghe con. Dạ. Tôi nói mấy anh nghe nè, mình á chỉ kiếm đủ ăn bữa nay thôi, rồi ngày mai á mình ra bến thuyền vác thuê để kiếm ăn. Đúng rồi đó, anh Tùng nói vậy đúng đó. Mấy ông nói sao á, cái thứ đói xanh mắt như tụi mình á, trời ơi, của trước mắt không chịu lo, lo chi xa cho mấy cha. Trời ơi, có cái của ăn trước mắt không chịu lấy, còn tính xa vậy. Với lại cũng sắp tới giờ du học rồi đó. Thôi mệt quá, vỗ đại đi, ăn còn đi học nữa. Lẹ đi, lẹ vô, nhổ. 2, 3. Hai ba. Ê, mấy người kia, mày cắp khoai hả? Trời ơi, đứng lại. Đứng rồi nè, trời trời. Mấy người là học trò, sao lại vô ăn trộm khoai của tôi? Học trò kiểu gì? Chẳng lẽ chưa học câu nghèo cho sạch, rách cho thơm hả? Sao lại đi ăn trộm? Trời ơi, cái câu đó con nít lên ba nó cũng thuộc nữa. Chỉ có cái câu mà có thật mới giật được đạo. Dạ, tụi con sai rồi. Tất cả là do con đầu trò. Con thay mặt anh Trúc và anh Mai xin nhận lỗi với thầy và chú. Xin thầy và chú bỏ qua cho tụi con. Dạ là tụi con đồng lòng. Với một phần tụi con đói bụng quá. Hai ông đuổi tôi đi mà. Thưa ông, học trò ngu dại là lỗi của thầy, để tôi phạt chúng nó. Phá hoại của người ta thì phải qua bên ruộng của người ta làm mà chuộc lỗi. Đến khi nào chủ nhà nói được thì thôi. Dạ thưa chú, để học xong buổi học này tụi con sẽ qua nhà chú. Có việc gì chú cứ sai tụi con làm. Xin phép thầy tôi về. Dạ thưa chú, hôm nay tụi con qua chịu phạt. Chú muốn tụi con làm gì? Cút đất, đánh luống, bỏ phân hay là gieo giống vậy chú? Nhiều quá vậy. Ngồi xuống đi rồi tính. Dạ thưa chú, tại tụi con đói quá nên làm liều, lỡ tay ăn cắp mấy củ khoai. Ăn sống mà giờ bụng sâu một á, giờ nó đuối lắm. Có gì chú cho làm gì nhẹ nhẹ thôi, chứ làm nặng nặng lỡ con xỉu giữa chừng có gì chú chịu á. Dạ xin lỗi chú. Dạ chắc là anh Trúc anh đang mệt trong người cho nên là anh mới nói vậy. Chú cứ giao việc gì đi, tụi con sẽ làm. Dạ cũng mệt triền biên. Dạ. Bay đâu? Dạ chú ơi. Dạ. Chú cái người kìa. Chú à, vậy là sao hả chú? Ăn đi rồi lo về đi học. Ê, chú mà ăn cơm kìa. Ê. Có mấy củ khoai có đáng là bao. Nói tôi một tiếng đàng hoàng, tôi luộc tôi mời, có gì đâu. Thôi lần sau đừng có làm vậy nữa. Dạ không có lần sau nữa đâu à. Dạ ngồi ăn cơm đi. Ê, chú mà ăn cơm kìa. Ăn lẹ đi học nữa. Dạ cảm ơn chú. Dạ hai chú cũng ăn cơm đi, đừng có khách sáo. Dạ cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Ăn cơm lại lên. Hay thiệt, vừa được ăn mà vừa được có quà mang về nữa. Ăn tới đâu thấm tới đó. Đúng rồi, ăn thấm chứ. Trời ơi, đồ ăn nó ngon, nó thấm thía làm sao á. Ê công nhận nha, nghĩ ra cái chiêu ăn trộm này hay á. Tưởng bị đánh đòn, ai về ăn no nê thoải mái luôn. Ý của anh Tùng nói là ăn tới đâu muốn độn thổ tới đó đó. Thì là mất mặt quá trời luôn à.
May là chúng ta gặp được người tốt đó. Tôi xin thề, từ đây về sau không tơ hào của ai, dù chỉ là một cây kim sợi chỉ. Anh nói quá, chuyện đó có đáng gì đâu. Thế là may mắn dữ lắm đó. Sau này nhắc là thời đi học này chắc là sẽ nhớ dữ lắm đây. Ba đứa mình á, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ chung, có chuyện buồn vui gì á cũng nói với nhau. À, hay là gì? Ba anh em mình kết nghĩa anh em đi, thế là sẽ đồng cam cộng khổ, rồi nhắc nhở nhau ăn ở cho đàng hoàng, có được không? Hay, ý của anh hay đó. Không chỉ bây giờ, mà cho dù đến ngày sau vẫn sắt son một lòng. Không chỉ bây giờ mà sau này cũng vậy, không bao giờ thay đổi. Chúng ta đùm bọc lẫn nhau, người khá hơn, giúp đỡ kẻ nghèo ngặt. À, sẵn chúng ta đang có đồ ăn nè, tối nay làm một bữa cơm kết nghĩa, có được không? Hay, mày đi thôi. Được á. Chữ nghĩa thánh hiền thầy đã trao cho các con, thầy mong sao các con vận dụng kiến thức đó để giúp đời, giúp người, để làm người hữu ích. Nếu sau này có duyên, thầy trò ta sẽ gặp lại nhau. Chúng con xin chào thầy, mong thầy giữ gìn sức khỏe. Thôi được rồi. Dạ, chào các anh nha. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Chào, tôi về trước đây. Tôi về trước. Sao chia tay mà mặt đứa nợ nấy hớn hở quá vậy? Học xong rồi thấy khỏe thấy ghê luôn. Anh Trúc, anh Mai, bây giờ mặc dù chúng ta mỗi người mỗi ngã rồi, nhưng mà chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ, các anh nhớ không? Tôi nguyện sẽ không bao giờ quên hai anh đâu. Phải, dù thành công hay thất bại, dù giàu khó hay sa nghiệt, nhà của tôi cũng là nhà các anh. Hai anh muốn ghé lúc nào cũng được. Hay, anh tính làm gì? Tôi chắc là tôi về quê. Giờ học như thấy đủ rồi, cha mẹ đang hối lấy vợ, về cái quảng điền sản rảnh cái chơi nha. Nói chung giờ tôi mới về rồi, cha mẹ đang đợi. Mẹ ơi, con được về với mẹ rồi. Trời ơi, mừng quá. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này nhất định tôi sẽ về tìm hai anh. Dạ, bẩm thầy, con là học trò nghèo từ đàng trong, đi bộ ròng rã bao nhiêu đường đất mới tới được kinh kỳ. Con xin thầy nhận con vào học, cho con tá túc. Khi thành đạt, con nguyện sẽ không bao giờ quên ơn. Không có đồng xu dính túi, mà rồi tự học và rồi tá túc, ngươi cũng to gan lớn mật ghê đó. Dạ bẩm, tài sản quả thật là con không có, nhưng mà con có sức khỏe, quyết tâm thì không ai bằng. Thầy sai gì con sẽ làm nấy. Sao ngươi dám chắc ngươi sẽ đỗ đạt thành tài hả? Dạ, làm trai thì phải nên trai. Ngoài ra con còn một lời hứa với hai người đồng môn, đồng cam cộng khổ đã kết tình huynh đệ. Con không chỉ muốn giúp đời, mà con cũng muốn giúp cho huynh đệ của con sau này. Phải qua sát hạch, qua được ải đó rồi sẽ tính tiếp. Nói cho người biết, thông thường cứ vài trăm sĩ tử ta mới chọn được một người. Dạ, chính vì nghe danh thầy khó nhất hạ thành nên con mới tới đây. Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình dạ ông ơi. Trời dạ, ơi sao cứ mỗi lần mày xuất hiện là tao bị ép tim là sao? Dạ con xin lỗi ông. Dạ ông ơi, thương lái nó tới nó mua hai bồ lúa mà lúa của mình còn không đủ rồi sao giờ ông? Sao mày ngu quá vậy? Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi mà sao mày không chịu tiếp thu gì hết? Nói chung là bây giờ không đủ đúng không? Dạ, lấy thóc lép trộn vô là nó đủ liền đúng không? Trời ơi, mình làm ăn mà vậy làm sao được ông? Mình làm ăn vậy mất uy tín hết rồi, mai mốt ai mua của mình nữa. Trời, mày lo xa quá. Mày có chắc là cái bọn thương lái xảo trá đó đâu, nó không có dìm giá mình không? Mà còn mình tới ngày mình trả tiền công thợ rồi đó ông. Mà bây giờ ông coi hiểu. Mày nói nó đợi đi, mày nói nó đợi đi ha. Tiền của tao tụi tao đi cho dai rồi, đợi chừng nào tao lấy về rồi tao trả.
chứ lấy về sớm rồi sao có lợi được, hiểu không? Con bạo động quá, sau này á con đừng có nói với ông ba cái chuyện bạo động đó. Nhưng mà con thấy... lúa đi. Dạ. Đi. Ngộ ghê. Nè con. Dạ mẹ. Sắp tới ngày đám cưới con rồi, con có mời mấy người bạn học chung kết nghĩa anh em gì đó về chơi không? À... để mẹ nhớ coi đứa nào. Tùng, thằng Mai đúng không? À thì đúng rồi. Nhưng mà giờ biết đâu mời. Bây giờ mỗi đứa tứ tán nơi. Nè, coi như mẹ muốn dịp này gặp lại, cái mình muốn khoe cho người ta thấy nhà mình đầy đủ, rồi có của ăn của để. Thôi, đâu được. Khoe đầy đủ mất công, nó nhờ giả, nó mời mọc. Cho mượn xong thì mất bạc, còn nếu không cho thì bắt đầu trách móc, trách cứ đủ điều. Thôi, tốt nhất là tránh đi thì hơn ha. Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình. Mai là cơm vừa mới chín, mình vô rửa mặt mũi tay chân rồi ra ăn cơm luôn. Đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà. Mình à, mình đi buôn lần này làm sao? Hàng họ có khá hơn lần trước không? Tôi nghĩ là tôi không có tay buôn bán, càng cố gắng thì càng thất bại. Tội cho mình lấy phải một ông chồng bất tài vô dụng. Mình đừng có nói như vậy. Buôn bán là phải có tay. Mình không làm cái này thì mình xoay cái khác. À, hay là mình mở lớp dạy học đi. Vừa được gần nhà, lại hợp với khí chất của mình nữa. Trên đời có mấy ai được người vợ hiểu mình như tôi đâu. Bởi vậy đi đâu á, tôi cũng chỉ muốn về nhà thôi. Em không cần tiền kho bạc đụng gì hết, chỉ cần vợ chồng mình vui vẻ hòa thuận là được rồi. Thực ra thì tôi cũng thích nghề gõ đầu trẻ lắm. Nghĩ tới là lại nhớ tới thời đi học, biết bao nhiêu là buồn vui. Tôi lại nhớ tới hai anh bạn Trúc Tùng. Ước gì tôi được gặp lại họ một lần. Thế nào rồi cũng sẽ có ngày đó mà. Mình lo gì. Trời đất ơi, trúng mánh chiếc ngàn này đã quá. Trời vàng ơi, tao muốn lé mắt với mày luôn. Trời ơi, có một chiếc ngàn thôi mà mình tậu được vàng bạc đá quý gì nè. Thật vô đi. Đây là chút lòng thành của em gửi đến Quang, mong Quang nhận cho. Dạ Quang mắt nhắm mắt mở cho công việc làm ăn của em nó trôi chảy. Dạ Quang nhận cho. Dạ ít hả Quang? Cũng được. Dạ thưa thầy, con đã về rồi. Dạ thưa thầy, con đã đổ đạt đúng theo như lời con đã hứa với thầy. Con giỏi lắm. Dạ thưa thầy, thật sự là con rất lo. Thầy bây giờ chỉ có một mình, đã lâu không còn nhận học trò nữa. Thì thầy cho con trước thầy về bên con, trò cũ đến thăm, con sẽ tiếp đón giống như là bên nhà thầy vậy. Biết con có lòng, nhưng người già ở đâu quen đó. Chỉ cần lâu lâu con qua đây, thầy trò mình gặp mặt như vậy là vui rồi. Dạ con cũng đi suốt, đâu có quanh quẩn làm phiền thầy thường xuyên. Hay thầy cứ về bên con. Càng già càng tự do tự tại. Mà thôi, cứ để vậy đi. Ama nè, thầy thấy con dạo này có vẻ nhàn việc, sao không đi ra ngoài tiêu dao một chuyến? Con người ta cũng cần phải đi đây đi đó. Dạ, thầy dạy rất đúng. Quả thật con cũng muốn đi xa một chuyến.
con còn có hai người bạn. À, hai người kết nghĩa lúc trước còn nói nếu một trong ba thành đạt thì sẽ ra tay giúp đỡ người kia chứ gì. Dạ phải. Nghe thầy tuyển con vào học sát hạch thấy khá chỉ là một lẽ, nhưng lý do chính để thầy nhận con là vì thầy nghe con kể chuyện đó. Thầy đã biết con là người trung nghĩa, một lời đã hẹn với nhau mà làm được như lời hẹn, mình cảm thấy thanh thản. Làm được cứ làm. Dạ, thầy nói như vậy càng có lý do để con xin nghỉ dịp qua để đi tìm bạn. Dạ bẩm quan, đường xa dặn dặm cực khổ lại nguy hiểm khôn cùng, quan có muốn thăm bạn một cách bình dân thì cứ cho lính tráng khi kiệu tới rồi hẳn cải trang cũng đâu bị lộ. Cải trang như vậy mới thú, không sợ nguy hiểm cũng chẳng sợ cướp bóc gì, ta cứ vừa lên đường vừa ngoan cảnh, không phiền ai cũng không ai phiền mình. Lâu lắm rồi mới được trở lại cái thời tự do như vậy, chưa tiền hô hậu hủng thấy thoải mái vô cùng. Bạn bè lâu ngày gặp lại tha hồ vui vẻ. Bạn của Quang thật là có phước khi có một người bạn như Quang. Chúc Quang thuận lộ bình an. Bẩm, bẩm ông. Gì? Ông ơi, bên ngoài có một tên Bần Bần tới nói là bạn của ông, giờ con có cho vô gặp ông không ông? Bần Bần hả? Ta làm gì có bạn mà mày còn dùng cái ngữ Bần Bần, sao có? Thì bởi vậy mới nói. Con nói nè, ông kia, ông chủ tôi là không bao giờ mà kết giao với những kẻ bọt bèo mà Bần Bần như ông đâu nghe. Vậy mà ông cứ lì lợm trơ bản mặt ông ra, nói là bạn, rồi còn nói là đã kết nghĩa huynh đệ rồi nữa. Nói là kết nghĩa huynh đệ? Dạ. Kết nghĩa huynh đệ? Không lẽ... nhưng mà phiền lắm, cứ ra nói là ta không có ở nhà, hiểu không? À dạ. Rồi đi. Ủa anh em, anh còn nhận ra tôi chứ? Nhận ra. Người anh em. Nhận ra chứ. Tôi biết mà, anh em một thời đồng cam cộng khổ, không thể nào không nhớ ra nhau đúng không? Sao anh khỏe chứ? Ngó cái bộ này chắc khó lắm mới đủ ăn đây. Tới mượn tiền cứ nói mượn tiền, giả bộ mượn tuổi tuổi. Tôi cũng khỏe lắm. Sao giờ làm gì, gia cảnh sao? Có làm ăn gì không mà sao có bộ tôi thấy Tôi chuyện của tôi á thì khoan nói đã, mình ngồi xuống đi rồi từ từ nói chuyện hả. Ngồi. Nói thiệt với anh, tôi nóng lòng đi đường xa tới đây, chỉ mong được gặp anh, được nói chuyện với anh thôi. Thấy gia cảnh anh như vậy, chắc là làm ăn phát đạt lắm. Tôi rất là mừng cho anh. Biết lắm mà, giờ nâng mình lên cho dễ mở lời. Thứ này mình còn lạ gì, biết về hồi xưa đừng có bốc đồng kết nghĩa kết tình cho nó phiền hà. Làm sao để chặn họng nó ta, không cho nó danh mượn gì hết. Nói thiệt với anh chứ, mấy cái ngày vừa rồi á, tôi thua lỗ nên cục vốn hết trơn à. Thấy nhà cửa như vậy, thấy khang trang vậy chứ thật ra trống rỗng à. Tôi tính đi tìm anh á. Ủa, vậy sao anh không kiếm? Tôi tuy bận rộn nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ hai anh hết. Không ít thì nhiều, nếu không giúp được của thì mình còn động viên nhau để qua cơn bỉ cực. Nghèo kiết xác mà đặt nói chuyện tình nghĩa. Tôi đi kiếm á là để hỏi coi anh có chút ít vốn không cho tôi mượn đỡ. Chứ vừa rồi tôi nói mất mùa liên tiếp, rồi thiên tai đói kém, nhà có bao nhiêu ruộng lúa đem đi bán hết trơn luôn. Sau đó lấy vốn đi buôn, đi buôn thì lỗ sặc gạch, khổ tâm lắm. Nghe như vậy thì tội cho anh quá. Nè, giờ tôi tới đây để... Tôi nói anh nghe nè, nhà thì có ruộng mà năm nào cũng lỗ. Thợ thuyền giờ tao nói nó làm biến không mà. Còn cái bọn mà thuyền thương thuyền lái bây giờ á, toàn là tụi lương lẹo. Chưa kể ha, tao nói trồng hoa màu cũng bị ăn cắp, trồng lúa cũng bị ăn cắp lúa, trồng bắp cũng bị ăn cắp bắp, trồng khoai cũng bị ăn cắp khoai.
Anh nhắc tới Khoai á là tôi nhớ chuyện năm xưa. Thời mà tôi mình còn... Tôi nói nghe nè, đã mất mát rồi mà còn thương lái ép giá nữa mới đau. Khổ lắm anh ơi. Nói vậy chứ bây giờ còn hơn vạn lần hồi xưa. Gặp được anh, nghe anh nói tôi vui lắm. À, hay là mình ngồi với nhau vài ngày để ôn lại chuyện hồi xưa, anh hả? Cái gì? Anh nói gì? Anh định ở lại đây vài ngày hả? Phải, có phiền gì anh không? Đâu có phiền gì đâu, thoải mái có tự nhiên. Anh coi đó, bạn bè thân thiết tới thăm, vậy mà nhà có vài con cá lồng tông mà tôi thấy xấu hổ quá. Không sao, được ngồi với nhau ăn bữa cơm sau bao nhiêu năm xa cách là vui rồi. À, anh không nhớ sao hồi xưa ba đứa mình không có cơm ăn nữa. À, đúng vậy à. Nhưng mà tôi nghĩ lại tôi thấy bây giờ còn khổ tâm hơn nữa. Nhìn mình á, nhà cửa ruộng vườn thì có vẻ ghê lắm, nhưng mà đâu có ai biết là bên trong khổ lắm. Thấy bà con chòm xóm, anh em dòng họ lâu lâu kéo tới xin cái này mượn cái kia mà không cho, nói mình hiểm. Còn cho hoài lấy đâu ra cho. Tôi rất hiểu tình cảnh của anh, cho nên tôi mới... À, anh hiểu, tôi cảm ơn. Thôi, ăn cơm đi ha. Mời anh. Mời. À, tôi quên hỏi anh nữa, mà lâu nay anh có gặp lại anh Mai không? Hay là hai ta cùng đi kiếm anh Mai, rồi ba anh em ta hội ngộ? Tôi thì tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngặt nỗi giờ cơm không có cái để ăn, lấy đâu ra lộ phí để đi. Vả lại tới nhà anh Mai, nếu mà anh Mai cũng khó khăn như tôi thì làm phiền người ta thích đãi mình nữa. Nếu mà không thích đãi thì người ta buồn lòng, còn thích đãi thì người ta tốn mớ tội nghiệp ta, đúng không? Chuyện đó anh khỏi phải lo, cứ đi với tôi, có gì thì ăn nấy. Nhắm không mượn được mình nên dở trò rủ rê để đỡ khoản lộ phí, mò tới mượn mọc thằng Mai đấy. Tưởng ta không biết phải dạch mạch nó ha. Từ lúc gặp tới giờ vẫn chưa nghe nói anh làm gì, gia cảnh anh sao? việc gì tới tay thì làm. Nhiều việc lu bu cũng mệt, nên lâu lâu muốn kiếm bạn cũ để hàn huyên. Vả lại tôi rất là nhớ cái lời hẹn năm xưa, người phong lưu phải giúp đỡ kẻ khốn khó, cho nên cũng muốn thử một phen. Thì ra là vậy. Chắc tôi làm anh thất vọng rồi. Cũng không hẳn là thất vọng, anh như vậy còn hơn chán cả dạng người. Tôi phải mừng cho anh chứ. Cầu mong có ngày anh giật lại được việc buôn bán mà tích góp tiền để phòng thân cho tuổi già. Ăn cơm đi. Cảm ơn anh. Giờ là chú tốt đẹp của anh. Anh biết nghĩ cho bạn bè quá. Cũng mong là được vậy. Ăn cơm bằng cơm. Nhà mình keo kiệt thấy sợ luôn. Gà thì đầy chuồng, cá thì đầy ao, bắt năm ba con đãi bạn đâu có gì đâu. Vậy mà cũng không làm nữa, cho an toàn rau luộc cơm trắng cái gì đâu không à. Thì ổng sợ người ta mượn tiền, ai mà lạ gì ổng nữa. Mà sao á, ông bạn đó cứ vui vẻ như không à. 22 lượng. Công nhận ruộng vườn nhà anh rộng thiệt á, đi hoài mới giáp. Cây trái thì xanh tươi tùm. Anh thấy vậy thôi á. Chứ ta nói bọn con nít quỷ ở xóm này nè, với ta điền nó ăn cắp hết trơn trội hà, có bán được trái nào đâu. Còn cá mú thì le que thưa thớt có mấy con thôi. Dạ ông ơi. Dạ ông. Gì? Dạ số là con sắp phải đi ra ruộng con thăm lúa. Mà ông có cái gì để ông đãi bạn ông chưa? Nếu chưa thì để con ra ngoài ao á, con quăng một mẻ lưới kiếm vài con cá để ông đãi bạn ông nghe. Nếu không hả, con đi rồi ông không có ai để ông sai đâu. Mà con nói nghe nha, cá dưới ao của nhà mình á, nó mập vậy nè. Trời ơi, đã lắm. Sao ông không chịu đem bán đi ông, để mình còn thả thêm mẻ khác nữa ông. Cá cái đầu mày. Mày không nghe cái câu mà dân bất khả hạ tri,
hiểu không? Dạ không. Trời ơi, cái nghĩa là giờ dần là tuyệt đối cấm kỵ không được xuống ao, hiểu không? Mày. Ê, anh Trúc. Trả tiền. Thôi, bớt giận đi, bỏ qua đi. Anh thấy tôi khổ tâm không? Không có gia nô á thì không ai làm, mà có gia nô rồi á toàn cái thứ gì đâu không. Nó phản mình, nói tầm bậy tầm bạ không. Đã vậy đôi khi còn làm bể chuyện nữa đúng không? Đúng rồi, làm bể chuyện hoài. Ông ơi, ông áo ngựa gì nữa không? Người mua cá tới rồi, người ta nói ông lấy tiền rồi, người ta đến với cá. Mỗi đìa ông mão người ta một tạ phải không? Một tạ cái đầu mày, mày nghĩ sao cái đìa đó bán một tạ hả? Được rồi, để tao ra tao coi mới được. Ngồi chơi. Dạ. Nghĩ sao cái đìa đó một tạ? Mỗi đìa hơn 2 tạ đó không? Anh Mai. Bao nhiêu lâu nay anh ở đâu vậy? Tại sao anh biết nhà của tôi mà anh tới đây tìm? Rồi anh có gặp anh Trúc chưa? Chuyện đó hỏi sao đi. Anh đi khỏe chứ? Ừ, tôi khỏe. Chào chị. Dạ, chào anh. Nhưng mà hình như anh chị phải đi làm đúng không? Tôi mừng quá, tôi quên mất. Để tôi chạy ra ngoài đó, tôi nói người khác làm thay một ngày. À không, phải vài ngày sắp tới chứ. Phải ở nhà tiếp bạn Hiền chứ. Dạ, đây là... Tôi mừng quá, tôi quên đầu quên đuôi. Đây là anh Tùng, người bạn thân nhất với tôi, họ còn đi học cụ đồ đó. Dạ. Mới đó mà cũng đã hơn 10 năm rồi mới gặp lại anh. À, mình kiếm cái gì ngon ngon để tiếp đãi anh Tùng nha. Dạ. Nói tôi nghe anh sống sao? Vợ con được công việc có khá hơn không? Ngó bộ chắc cũng không dư giả gì lắm ha. Thì chuyện làm ăn có bao giờ dễ. Nhưng tôi nghĩ sống trên đời không biết bao nhiêu cho đủ, tình thân hữu quý hơn. Nên tạm thời tôi đã dẹp công việc qua một bên để đi kiếm bạn một phen. Anh nói vậy làm tôi mắc cỡ quá. Tôi cũng nghĩ như anh vậy, nhưng rồi cứ hết lần này tới lần khác. Anh đừng có nghĩ như vậy. Ngày đó mình đã hẹn gặp lại thì dù ai khởi sự, bữa nay cũng đã y lời rồi. Cứ vui phút này là hơn. Anh nói quá hay. Nhưng mà anh vẫn chưa nói rõ là anh làm nghề gì, có khó khăn gì không? Chuyện tôi á thì từ từ nói đi. Bây giờ anh kể tôi nghe trước. Thời gian qua anh sống sao? Chị Tuất. Ủa giờ Mai đó hả? Đi đâu đây? Mà bữa nay không gặt lúa ruộng ông Lý hay sao? Có bạn anh ghé thăm, mười mấy năm rồi không có gặp. Ông mừng dữ lắm, tính ở nhà nghỉ để đãi bạn. Quý bạn vậy đó hả? Rồi sao? Phải có món gì đó coi được để đãi bạn. Mà khổ nổi, nhà em không còn gì nữa hết. Còn tiền công thì cũng ứng từ mấy tuần trước rồi. Chị có đó không? Cho em mượn đỡ. Rồi nay mai em có em trả lại. Không nói trước, tôi đang đi ngoài đường vậy, đâu có đem đồng nào đâu. Vậy thôi, em phiền chị quá. Không có gì đâu. Hay coi hỏi người khác mượn nha. Dạ, vậy em đi nha chị. Nghe anh kể thì thời gian qua anh chị quá kiên cường. Có mấy ai mấy lần trắng tay mà không nản lòng. Nhưng anh vui vẻ lạc quan, gia đình đầm ấm. Cái đó cũng là phước đức. Vợ tôi rất hiểu chồng, làm chuyện gì á cô cũng ủng hộ một lòng, không bao giờ hé răng than vãn. Nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đó là hạnh phúc, là may mắn của anh á. Tiền bạc và danh vọng không bao giờ mua được. À vậy còn anh Trúc, anh có ghé nhà ảnh thấy ảnh sao rồi? Sao anh không rủ ảnh tới đây chơi luôn? Thôi, mấy chuyện đó thì để từ từ tôi nói cho anh nghe. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Tôi muốn nghe chuyện của gia đình anh hơn. Em mua được đồ ăn rồi, hai người cứ ngồi chơi. Em vô trong làm đồ ăn chút xíu nha. Lo nói chuyện mà tôi quên mất.
Để tôi vô trong phụ vợ của tôi. Anh đi rửa mặt nghỉ ngơi đi nha. Hả? Một chút là có đồ ăn liền. Mình à? Dạ. Ở đâu mà mình có đồ ăn vậy? Đại bạn thân nhất của mình mà, đâu có sơ sài được. Mình là giai của ai? Hay là lại xin nướng cung Lý chủ ruộng? Tạm thời mình không cần biết chuyện đó đâu, cứ lo đại bạn cho vui vẻ thôi. Trời nóng, sao mình lại quấn khăn sùm sụp vậy? Bỏ ra đi cho nó mát. Mình vô đây em nói mình nghe cái này. Tóc của mình, mái tóc của mình đâu? Mái tóc đen trước đây đẹp mà, sao mình cắt đi vậy? Mình nói nhỏ thôi để anh Tùng anh nghe. Thật ra hồi sáng mình kêu em đi chợ để kiếm gì ăn. Tôi cứ đi đại để cho bạn mình đỡ ngại, chứ thật sự lúc đó đâu còn đồng bạc nào trong túi đâu. Gặp chị Tuất ngoài đường em mượn đỡ, mà chị không có đem theo. Rồi sao nữa? Cũng may á, có bà mua tóc bà đi ngang, cho nên em mới bán luôn. Mà mấy thuở bạn mới tới nhà chơi, đời này kiếp này được mấy lần vui. Không lẽ ngồi nhìn nhau rồi uống rượu suông. Tôi cắt tóc á, rồi nó sẽ mọc lại. Mình đừng có lo, có mất luôn đâu mà sợ. Cắt đi á, mà nhẹ cái đầu, mát dễ sợ luôn. Mình à, mình đúng là phước báo của tôi. Tôi mang ơn mình nhiều lắm. Chỉ là tóc thôi mà, mình làm gì ghê vậy? Mà mình cứ tỉnh như không đi nha, để anh Tùng anh để ý đó. Dạ. Dạ mời anh. Cảm ơn chị. Mời chị ngồi xuống ăn cơm chung với anh em tôi cho vui. Dạ thôi, các anh lâu lắm mới gặp nhau, để hai anh hàn huyên tâm sự. Chị cứ ngồi xuống đi, thật ra tôi có chuyện muốn nói. Ngồi đi. Mình à, nếu anh nói vậy rồi á thì mình ngồi xuống ăn cơm chung cho vui. Dạ. Mời chị. Nhưng trước khi chị uống ly này, phiền chị có thể mở tấm khăn che đầu ra được không? Tại tôi nấu nướng tóc tai lùm xùm nên tôi túm nó lại cho gọn, bỏ ra lòa xòa khó coi lắm. Tôi thì lại thấy mái tóc hiện tại của chị đẹp lắm, không cần dùng khăn cũng không sợ lòa xòa. Anh Tùng à, anh đừng để ý mấy chuyện lặt vặt đó. Tôi mà anh uống. Với tôi đây không phải là chuyện vặt. Tôi đã biết hết rồi. Anh biết chuyện. Bữa cơm này là ân tình chị đãi tôi. Thú thật, tôi đã nhận được nhiều trọng vọng, nhưng chưa bao giờ tôi được khoản đãi bằng tấm chân tình cao quý tới mức này. Tôi cảm động lắm. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cái răng cái tóc là gốc con người. Tôi rất tiếc đã không biết trước chuyện để ngăn chị cắt đi mái tóc đen và dài của chị. Nhưng nhờ đó tôi đã biết tấm lòng vàng của chị và tình bằng hữu của bạn tôi đây. Tôi có vật này muốn tặng cho vợ chồng anh chị. Chị cứ bán đi để trang trải trong nhà, rồi lấy tiền làm ăn. Anh Tùng à, anh bị làm sao vậy?
không được đâu. Vật này chắc là gia bảo mấy đời nhà anh truyền lại. Mà nhìn bộ của anh á, cũng đâu có khấm khá gì hơn tôi. Giữ lại đi, bạn bè với nhau quan trọng là ở tấm lòng. Anh đừng có quan trọng mấy chuyện lặt vặt nữa. Giờ tới lượt tôi nói thật. Sau khi chia tay hai anh, tôi đã lên kinh đô xin trọ học, thi đậu tiến sĩ và đã được làm quan mấy năm nay rồi. Anh là tiến sĩ? Ừ. Làm quan? Ừ. Anh Tùng à, anh muốn vợ chồng tôi nhận món quà này, anh là bịa ra chuyện này. Mà anh đó, anh bịa ra cái chuyện gì cho dễ tin một chút. Còn anh đó, làm quan hả? Như quần áo đâu, mũ mão, rồi cờ lộng, kiệu son, lính hầu đâu, chứ quan gì mà tả tơi như anh vậy. À, mà anh có nhớ cái ngày mà anh em mình kết nghĩa không? Lúc đó ba anh em mình chỉ là ba đứa học trò mặt trắng, nên tôi muốn ba anh em mình gặp nhau cũng theo cách đó, không để danh phận, của cải hay địa vị xen vào tình cảm của anh em mình. Cho nên tôi đã để hết mấy thứ đó ở nhà rồi. Nói vậy, nhân đây tôi cũng nói luôn, trước khi ghé nhà anh, tôi có ghé nhà anh Trúc. Vậy sao anh không rủ anh Trúc cùng tới đây? Anh Trúc bây giờ khác lắm. Tôi ghé nhà thấy gia cảnh rất là khá giả, ruộng sâu trâu nái, vườn cao ao cá sung túc. Tôi cũng mừng cho ảnh. Nhưng có lẽ anh thấy tôi ăn bận bần hàng, sợ tôi mượn tiền, nên ảnh cứ mở miệng ra là than nghèo giả khổ, làm ăn thất bát để khỏi phải giúp đỡ. Đồ ăn thức uống sẵn đầy giường, nhưng mà nào dám đem đãi tôi. Chỉ đãi tôi một ít cá khô và rau luộc thôi. Không ngờ lòng dạ anh Trúc lại hẹp hòi như vậy. Nhưng mà anh Tùng à, còn cái tráp vàng này là món quà quá lớn, vợ chồng chúng tôi không dám nhận đâu. Anh phải nhận, không có vàng bạc nào so được với mái tóc của chị, với tình bạn son sắt của anh với tôi. Nè, đã tìm được nhau rồi thì từ nay chúng ta phải gặp nhau thường chứ hả? Mời anh. Mời anh. Mình ơi, tôi về rồi nè. Mình ơi Mình, lúc nãy con Linh tới nhà nói là có đồ của quan lớn gửi. Bạn Hiền, anh khỏe chứ? Lẽ ra lần này tôi trở lại thăm anh, nhưng mà vừa đi một chuyến dài cho nên chưa thu xếp được. Hẹn dịp gần nhất sẽ trở về, hoặc là mời anh lên nhà cho biết. Tôi muốn gửi anh chị số vốn nhỏ này để làm học phí. Anh cứ tới xưởng dệt Nhất Tâm trên phố huyện nói tên của tôi, thì người ta sẽ truyền nghề cho anh. Học xong tôi sẽ giúp anh mở xưởng dệt tại làng, chắc chắn anh sẽ thành công. Anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Anh Tùng giúp vốn vợ chồng mình làm ăn, anh thật tốt quá. Mình mang ơn anh ấy nhiều, không biết tới khi nào mới trả được. Dạ. Tôi có chuyện này muốn nói với Mình. Dạ, Mình nói đi. Mình nói với Gia Nô, ngày mai là Tết Đoan Ngọ, cho nên tôi cho mọi người nghỉ ngơi. Nhưng mà Mình nhớ phát lương đầy đủ nha. Ừ, nhưng mà sợ mới nhập về nhiều quá, nếu như mà Mình không dệt liền á, em sợ là sẽ không kịp. Không sao đâu, Mình cứ để cho tôi lo. À, Mình à, có thêm 4-5 người xin học việc đó. À, Mình cứ nhận hết đi, không cần lấy học phí. Mình được anh Tùng giúp, nhưng mà Mình không đáp lại cho ảnh được, thì Mình phải giúp người khác, như vậy mới phải đạo. Em thấy cũng vui, vì nhờ có Mình á mà làng của Mình trở thành làng dệt vải nổi tiếng nhất vùng.
Tiến là của tôi, nhưng khởi nguồn là từ anh Tùng, cho nên tụi mình phải mang ơn ảnh. Dạ. Thôi, bây giờ tôi ra ngoài có chút chuyện. Dạ. Không biết có làm nên trò trống gì nữa không? Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Sao rồi, cái vụ đó có lọ được không? Còn bỏ tay rồi ông ơi. Gặp ngay cái Hoàng Thanh Liêm, con đốt đường nào cũng được hết trơn. Đốt trước không được, con đốt sau. Đốt sau không được, con đốt bên phải. Đốt bên phải không được, con đốt bên trái. Còn lén lén con đốt, đốt được luôn. Mày nói sao? Quan nào mà quan không ăn? Tại vì nó muốn đòi nhiều hơn đó, mày không chịu dích thêm chút? Trời ơi, chắc khó lắm ông ơi. Gặp ngay cái ông quan, cái ông quan bạn của ông đó, cái ông mà hôm trước tới nhà mình đó ông. Ông biết không, ổng làm quan nha, mà lớn chức hơn mấy cái ông quan kia nữa đó, chứ không phải bình thường đâu. Mày nói cái gì? Bạn nào quan nào ở đây? Thì cái ông mà bần bần tên Tùng, bạn của ông đó. Tùng? Tùng bạn tao giờ là quan? Dạ đúng rồi. Ông chơi với ổng chắc ông cũng biết mà. Ổng đâu phải là cái dạng quan mà ăn hối lộ đâu. Mà phải chi mà bữa ông tới đây chơi á, ông nghe lời con, ông tiếp đãi đàng hoàng, thì bây giờ ông dễ mở lời rồi. Mày nói sao? Chứ tại sao nó làm quan mà nó tới nhà tao, nó ăn bận kiểu kỳ cục vậy? Nhiều khi ông muốn thử ông, coi ông có xem trọng tình nghĩa bạn bè không. Bạn bè dù giàu hay nghèo cũng là tình nghĩa bạn bè. Còn ông đằng này, ông thấy người ta bần hàng rồi ông xem thường người ta. Con nói biết nghe, con dò la, con biết ổng còn đi kiếm một người bạn tên Mai gì đó nữa. Tìm người bạn tên Mai? Dạ. Rồi sao? Thì ổng ăn bận giống y như là lần tới nhà mình luôn. Đó, đi tới nhà ông Mai, tìm gặp vợ chồng ông Mai. Nhưng mà vợ chồng ông Mai đâu có coi thường. Người ta quý trọng bạn bè nè, mặc dù nhà người ta nghèo, không tiền không bạc, nhưng mà vợ của ông Mai người ta phải cắt tóc ra, đem đi bán, lấy tiền về nhà, mua đồ, mua đạc về đãi bạn bè. Ông Tùng á, như vậy ông mới cảm kích, cho vốn mở xưởng dệt nè. Bây giờ ông Mai ông làm ăn ông phát dữ lắm. Hẳn giờ Tâm Phúc đó, ông biết phải không ông? Cái làng dệt Tâm Phúc là của thằng Mai? Dạ, ông Mai đó. Bởi vậy người ta nói, ăn ở có hậu thì việc gì nó cũng đậu, mà ăn ở mà đoản hậu thì đoản mạng luôn. Mày im. Dạ. Bây giờ mấy cái thuyền hàng của tao nè, phải tính làm sao đây? Kiểu này tao phải muối mặt đi gặp thằng Tùng chuyến. Hả? Ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao? Ông vác cái bản mặt của ông đi gặp ông Tùng. Ông đối xử với người ta như vậy mà ông còn mặt mũi nào ông đi gặp người ta nữa? Gặp con hả? Con không có dám. Nhục 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 dữ lắm. Nhục nhục. Dạ. Nhục cái đầu mày. Cút. Dạ. Có bạn làm quan phải nhờ giả chứ. Muối mặt chút có sao đâu. Anh Tùng. Anh Mai. Chào anh. Anh khỏe chứ? Khỏe. Anh ngồi đi. Anh làm tôi chờ anh hoài, cũng nóng lòng nóng ruột. Tôi xin lỗi anh, tại vì tôi nhiều việc quá. Xưởng càng lúc càng nhiều người đặt hàng. Nhưng mà việc nào ra việc đó. Việc là việc, bạn là bạn. Lâu lâu chúng ta cũng phải gặp nhau để vui vẻ chứ, có phải không? Mời anh uống nước. Cảm ơn anh. Anh nói đúng đó, tôi cũng định nghỉ mấy ngày. Sẵn đây ta tạm dẹp gánh lô qua một bên, chén thù chén tạc mấy ngày chứ hả? Dạ bẩm quan, có một người tự xưng là bạn kết nghĩa của quan tới thăm. Bạn ta? Ngoài người bạn duy nhất là anh Mai đây, ta đâu còn người bạn nào nữa. Tôi nè. Dạ thưa quan, con đi. Trời đất ơi, hai bạn chí cố. Bữa nay may mắn quá, lâu ngày không gặp, qua thăm tự nhiên gặp hai người ở đây, có anh Mai đây nữa. Phải không? Thiệt tôi nhớ hai người thấy sợ luôn à. Mà dạo này hình như hai người thường xuyên gặp gỡ lắm hay sao á, vậy mà không rủ tôi, thiệt tệ quá. Mà nói thiệt nha,
nó phải nói đứt từng đoạn ruột, mau tim mau ruột ra phơi bày tấm lòng luôn. Nhưng mà thấy hai người thành đạt ra cơ ngơi đồ sộ, tôi mừng lắm, thiệt tôi mừng dữ lắm. À, bữa nay qua có chút quà tính biếu cho hai người. Thôi khỏi. Theo như anh kể thì anh khó khăn lắm, còn tụi tôi bây giờ đâu có thiếu thứ gì, chỉ thiếu niềm vui nên mới thỉnh thoảng gặp nhau uống rượu ngắm hoa. Còn quà cáp của anh thì anh cứ đem về cho kẻ khó. À, sẵn đây tôi cũng nói với anh luôn, cái chuyện anh trốn thuế buôn hàng lậu tôi đã nói đỡ giùm anh rồi, nhưng đây là tội lớn không thể nào tránh được. Tôi nghĩ sớm muộn gì quan phủ cũng sẽ mời anh lên công đường để hỏi tội. Anh chuẩn bị tinh thần để chờ cái ngày đó đi. Còn bây giờ tôi phải tiếp đãi bạn tôi rồi. Anh Mai, mời anh ra hậu viên, chúng ta cùng uống trà đạp đạp. Mai Tùng, Mai Tùng.